tranh đính đá gì mà lấy mấy cái hàng này mãi không được thì chắc đính tới mai mới xong quá à. Đó, chưa biết cách chơi mà đã gào lên rồi. Ban đầu chỉ nghĩ tranh đính đá là mấy cái hình có số số giống vậy. Mình lột cái giấy kiến này ra thì bên trên mấy cái số sẽ có lớp keo. Mình chỉ cần dùng cây bút có cái đầu tròn tròn này để ịn mấy hạt màu lên tranh. Như chỗ nào số 1 thì mình ịn màu đen, chỗ nào số 2 mình ịn hạt màu đỏ. Rồi bắt đầu hí hửng đổ hạt màu ra để chơi. Phải tô cho công chúa Bạch Tuyết một mái tóc đen như gỗ mun. Mà chị Tuyết này không thích nhuộm tóc hay sao á, mấy cái hạt cứ rớt lên rớt xuống hoài. Hóa ra là hồi nãy có cái miếng này không biết để làm gì. Lấy cây bút ịn vô thử giờ mới lấy được mấy cái hạt dễ dàng này. Qué đẻ luôn. Giờ mình ngồi đánh đá chiêu chiêu thôi. Vừa chơi vừa nghe nhạc hay là nghe livestream thoải mái. Tại chơi cái này không có cần suy nghĩ nhiều. Nhưng mà vui lắm nha, cảm giác mấy cái đá nó đính lên xong rồi nó lấp lánh nó nhìn thích lắm. Mình chơi loại này là size nhỏ thôi nên không cần phải đính quá nhiều. Quay qua quay lại chỉ có 6 màu thôi à, đính chút xíu là xong. Một bức tranh công chúa Bạch Tuyết đính đá quá là xinh luôn. Sợ mấy cái đá nó sần sần mà nó còn lấp la lấp lánh nữa chứ. Giờ tỉ bớt cái tranh này rồi bỏ vô khung tranh có trong bộ. Mà quá đáng lắm nha, tự nhiên có thêm đèn nữa thì không lẽ mình không trang trí vô. Vậy hóa ra là chơi xong đã vui rồi mà bây giờ có thêm một bức tranh để mình decor bàn nữa nè. Bắt đầu hơi phái phái trò này rồi đó nha. Bạn nào thích thì có thể tham khảo bên giỏ hàng góc trái clip mình nha.